Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh. Chúc anh chị và các bạn ngày mới nhiều năng lượng, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Trong video ngày hôm nay, Biển Xanh xin được phép chia sẻ và dẫn quý anh chị mình tham quan một sản phẩm ký gửi mới nằm ngay đầu cổng của khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, nơi có 7 kỳ quan thế giới, tọa lạc ngay tại mặt tiền đường tỉnh lộ 9 thuộc xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách với địa phận của xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh là 8 km và cách trung tâm Sài Gòn, chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà là 35 km quý anh chị nhé. Biển Xanh đang chạy ở đây chính là con đường cổng chính và xuất hiện ngay trước mặt màn hình ống kính camera, đó chính là cổng chính khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh. Trước mặt quý anh chị mình chính là con đường trục chính TC1. Trên con đường này là con đường kinh doanh buôn bán làm ăn, nói chung là nhà cửa quán xá đang mọc lên ở hai bên đường này rất là nhiều. Và hôm nay thì Biển Xanh sẽ chia sẻ và giới thiệu đến quý anh chị mình một sản phẩm ký gửi mới với một lô đất vừa và nhỏ và giá tiền cũng vừa và nhỏ. Vị trí rất là đẹp, mát mẻ, thuận lợi để quý anh chị mình có thể buôn bán kinh doanh sau này quý anh chị nhé. Với cái mặt tiền trục TC1 này thì bây giờ nó lên là hơn 2 tỷ đô, cho nên là quý anh chị mình rất là khó để sở hữu. Chính vì thế chúng ta sẽ mua gần những cái vị trí như thế này, tức là những cái vị trí nó gần với trục chính TC1 này thì nó có cái giá rẻ hơn. Chỉ khoảng 1 tỷ 2 là chúng ta đã sở hữu rồi quý anh chị nhé. Và lô đất ngày hôm nay thì có diện tích là ngang 5, dài 15, 75m², đất thổ cư 100%, sở hữu lâu dài vĩnh viễn. Lô này có hướng Bắc, nằm ngay vị trí gần cổng. Và lô này có giá là 1 tỷ 220 triệu, thương lượng nhẹ, bao thuế phí công chứng sang tên. Với cái vị trí ngày hôm nay, quý anh chị mình có thể là buôn bán kinh doanh được quý anh chị nhé. Và nó cũng rất là gần cổng chính, gần hồ sinh thái rộng 23 hectare và vị trí chính xác của chúng ta là đã xuất hiện rồi quý anh chị. Mình chạy thẳng về phía trước là mình vòng ra được hồ sinh thái. Ở đây thì nhà cửa rất là đông đúc, đang ngày mọc lên, xây lên rất là nhiều. Và lô của chúng ta ngày hôm nay là hướng Bắc cho nên là cũng rất là mát. Vị trí là từ cái cây này. Mình đo sang bên tay phải của Biển Xanh là 5m và chạy sâu xuống dưới là 15. Những cái diện tích mà ngang 5 quý anh chị xây nhà cực kỳ là đẹp quý anh chị. Ngang 5 dài 15, mình xây nhà một trệt một lầu. Tuyệt vời là đẹp luôn quý anh chị nhé. Và ngay cạnh hồ sinh thái như thế này thì hơi nước nó đem lên tỏa vào cái nhà của chúng ta thì sẽ cực kỳ là mát. Không khí cực kỳ là trong lành. Và ở đây thì trên cung đường này nhà cửa dân sinh cũng ngày mọc lên rất là nhiều. Trên đường này thì rất là ít người bán, đa phần khách hàng mua là để dành và để sau này về nghỉ dưỡng, an cư lập nghiệp. Chính vì thế rất là ít sản phẩm. Lô đất của chúng ta ngày hôm nay có diện tích 5 x 15, gần cổng chính, kế bên công viên, kế bên hồ sinh thái 23 hectare và giá là 1 tỷ 220 triệu, thương lượng nhẹ, bao thuế phí công chứng sang tên. Và bây giờ thì Biển Xanh sẽ chạy về phía trước để quý anh chị mình tham quan cái hồ sinh thái. Chạy gần gần tới cái hồ, Biển Xanh đã cảm thấy nó rất là mát rồi đó quý anh chị. Bây giờ đang là buổi trưa, 12 giờ trưa, rất là nắng nóng, nắng gắt, nhưng mà có cái hồ sinh thái này nó thổi hơi nước lên cực kỳ là mát, chúng ta không còn cảm thấy cái cảm giác nóng nữa quý anh chị nhé. Mình đang chạy ở ngoài đường tỉnh lộ, ngoài quốc lộ, chúng ta chạy vào tới cái khu Cát Tường Phú Sinh này là đã cảm giác cái không khí nó thay đổi 100% rồi quý anh chị, cực kỳ là mát mẻ. Ở hồ này thì người ta câu cá rất là nhiều. Chạy thẳng về phía trước là chúng ta ra ngay trục TC1 và mình quẹo tay phải đi ra ngoài cổng và đi ra tỉnh lộ 9. Quý anh chị và các bạn xem được video này ngày hôm nay của Biển Xanh thì hãy nhấc máy lên kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số hotline quen thuộc 037 730 4018. Biển Xanh sẽ dẫn quý anh chị xem đất và tư vấn nhiệt tình 24/24 mọi lúc mọi nơi quý anh chị nhé. Chúc anh chị và các bạn luôn nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để theo dõi những tin tức cũng như là những sản phẩm bất động sản giá rẻ tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An mà Biển Xanh cung cấp và cập nhật liên tục hàng ngày để quý anh chị mình theo dõi. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin được phép tạm dừng video này tại đây. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị quý nhà đầu tư ở những video kế tiếp nhé.